gọt xong mấy trái bí đỏ này, chuột mình nó nổi to lên. Mình không cần đi tập tạ nha mọi người. Lên xin chào ngày mới tất cả mọi người. Chúc mọi người có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bí đỏ là một loại quả có rất là nhiều vitamin. Nó tốt cho da, cho mắt và bổ não. Người ta có thể dùng bí đỏ để nấu chè. Hôm nay mình dùng bí đỏ sẽ nấu cùng với thịt nạc. Bây giờ xin mời tất cả mọi người theo chân mình vào bếp xem mình làm món này như thế nào nha. Xin mời tất cả mọi người theo chân mình. Mình dùng khoảng nửa ký thịt heo nạc ha. Bây giờ mình sẽ xắt mỏng ra để đi nấu canh bí đỏ ha. Thường khi mình ăn thịt ba rọi, thịt nạc dăm. Hôm nay mình sẽ ăn thịt nạc không nha mọi người. Mình ăn mỗi thứ canh, mỗi thứ thịt khác nhau ha. Mình sẽ xắt hành tím ra luôn nha mọi người. Mình xắt hành tím ra để mình bỏ vào trong thịt này mình ướp luôn ha. Mình băm băm nhỏ nhỏ như nè. Bỏ vào thịt mình ướp luôn cho nó ngon. Thịt cá gì cũng vậy mọi người. Mình ướp hành, ướp tỏi á, cho nó thơm ha. Nếu mà không có hành tỏi á, thì nó tanh lắm á mọi người. Mùi hành, mùi tỏi nó rất là hấp dẫn luôn. Mình băm nhỏ nhỏ như nè. Mình bỏ vào thịt. Mình ướp chung với thịt, lát nữa mình xào nó rất là thơm. Mình sẽ ướp thịt luôn nha mọi người. Mình sẽ đổ vào thịt này một ít nước mắm ha. Một ít đường. Và một ít bột ngọt. Mình trộn đều. Mình ướp đây khoảng 5 phút á mọi người. Rồi cho gia vị nó ngấm vào á. Mình mới đi xào ha. Xào lên cho nó săn thịt lại. Xong mình mới nấu canh bí đỏ nha. Mình dùng khoảng 3 kg bí đỏ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ mang gọt vỏ ra để lát nữa nấu canh ha. Mình chọn những cái trái bí đỏ đó. Cái đầu nó to như thế này. Cái đuôi của nó nhỏ như thế này. Mà mình cầm lên vậy nè, mình có cảm giác như là nó rất là chắc ha, nó nặng tay. Thì mình nghĩ bí đỏ này chắc ngon á mọi người. Bây giờ mình sẽ gọt ra ha. Mình bào vỏ ha. Cái trái bí đỏ đó, mình bào cái vỏ nó, mình có cảm giác nó rất là chắc á mọi người. Cái vỏ nó cứng lắm. Mình nghĩ chắc chắn trái bí đỏ này nó sẽ rất là dẻo ha. Bí đỏ này nó cũng có nhiều loại mọi người. Mình thì cũng không biết cái loại nào là dẻo ha. Mình chỉ chọn những cái trái mà nó nặng, nó chắc thôi. Còn ở trong ruột của nó là có dẻo hay không á, lát nữa mình nấu lên mình ăn mình biết thôi. Nhưng mình nghĩ cái bí này sẽ rất là dẻo. Lúc mà mình gọt nè, mình có cảm giác như nó rất là dẻo á mọi người. Cái vỏ nó chắc lắm nha. Mình gọt như thế này chứ mình cũng phải gồng dữ lắm là cái vỏ nó mới đi ra được á. Gọt xong mấy trái bí đỏ này, tay mình nổ chuột lên luôn mọi người. Gọt nó chắc, nó rất là mỏi tay nha. Tay này thì nắm gồng, còn tay này thì ha, ráng cố gắng mà đẩy cái dao bào đi cho cái vỏ nó tuột đi. Rất là chắc mọi người. Cái vỏ nó gọt đó, nghe rẹt rẹt luôn á. Mình bào bí đỏ xong, mọi người nhìn bàn tay mình nè. Nó vàng giống như kiểu là mình
mình gọt nghệ á mọi người. Bây giờ mình sẽ dùng cái dao này ha, mình loại bỏ cái cuống đó đi, vì cái dao bào á nó không có bào tới trong đây được á mọi người. Mình phải dùng cái dao này nè, loại bỏ cái cuống đó đi. Nhìn cái trái bí rất là ngon luôn mọi người. Bắt nồi lên bếp, đổ vào nồi một ít dầu, mình bỏ hành vào khử dầu cho thơm ha. Thịt lúc nãy giờ nó đã ngấm gia vị được khoảng 5 phút rồi mọi người. Bây giờ mình đổ hết thịt vào đây, mình xào cho nó săn lại ha. Xào cho nó săn lại một chút xíu á, mình đổ bí vào xào chung rồi mới đổ nước vào nấu canh nha mọi người. Bí đã được rửa sạch, bây giờ mình sẽ sắc cục cục ra nha mọi người. Mình sẽ sắc bí này ra mình đi ướp luôn ha. Mình sắc cục to to nha. Ây da, này nó chắc á mọi người. Mình sắc cục to to thế này nè, sắc cục to to thế này để mình ướp ha. Cái bí này rất là chắc mọi người. Mình vừa sắc như thế này mình vừa cạy hột luôn mọi người. Cái bí này rất là ngộ nha. Cái ruột nó ít hột mọi người. Cái ruột nó chừng được vài hột à. Cái bí này chắc có lẽ là dẻo. Mình sắc mình nghe cái thịt nó chắc á. Để mấy cái hộp này một lát mình mang ra ngoài nắng mình phơi á mọi người, để nó khô mình mang đi gieo thử coi. Nghĩ chắc lẽ là nó lên, nó hộp nó già rồi mọi người. Mọi người nhìn cái thau bí nè, nhìn rất là ngon luôn. Mọi người nhìn những cái miếng bí nè, nó đặc ruột, nó không có một miếng ruột nào luôn mọi người. Nè, nó rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ ướp ha. Mình bỏ vào đây một ít đường, một ít đường, một ít muối. Và một ít bột ngọt, mình không ướp nước mắm nha mọi người. Lúc nãy mình ướp vào trong thịt một chút xíu cho nó thơm thôi nha. Món canh này mọi người không ướp nước mắm nha. Ướp nước mắm thì nó sẽ bị chua ha. Rồi, xong. Mình sẽ hắt lên như thế này. Mình để đây cho nó ngấm gia vị khoảng 10 hoặc 15 phút. Rồi sau đó mình sẽ mang đi đi xào. Nồi thịt nó đã săn lại rồi mọi người.
Bây giờ mình sẽ thả vào đây một ít hành lá ha, cho nó thơm. Khi thịt trong nồi nó đã săn lại, mình sẽ đổ bí vào. Bí hồi nãy giờ mình ướp được khoảng 10 phút đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ hết bí vào đây ha. Đổ hết bí vào xào với lại thịt luôn. Rồi mình sẽ hắt lên nha mọi người. Hắt lên cho thịt với bí nó ngấm lại với nhau ha. Mình để lửa vừa vừa thôi mọi người. Mình xào một chút ha. Khi xào bí và thịt nó ngấm được khoảng 5 phút rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào bí nha. Đổ vào cho bí nó chín nha mọi người. Mở lửa to lên cho nó sôi nha. Mình để đây cho bí nó sôi đi. Mình để nắp lại cho nó sôi đi. Giờ mình đi đâm đậu phộng ha. Mình sẽ giã 300g đậu phộng này ra. Mình giã bể 2 hạt đậu thôi mọi người. Để lát nữa mình sẽ thả vào nồi canh bí ha. Mình nấu ăn thay với là nước cốt dừa. Thay vì mình nấu nước cốt dừa, nhưng mà mình không nấu nước cốt dừa. Mình dùng mà đậu phộng này nấu ăn cũng rất là ngon nè. Mình không có đâm nha mọi người. Mình dùng hai cái bịch ni lông thế này ha. Hai cái bịch ni lông như thế này. Đầu mình trồng vào ha. Một cái thì mình sợ nó mỏng quá mọi người. Hai cái mình trồng vào như thế này rồi mình bỏ đậu vào đây ha. Bỏ lần ít ít thôi mọi người. Mình bỏ ít ít thôi bắt đầu mình giã ha. Mình để xuống dưới đây. Mình giã cho nó bể 2 thôi. Làm như thế này nè. Nó đỡ mất thời gian đó mọi người. Chứ mình đâm nó mất thời gian lắm. Làm như thế này rất là nhanh. Mình giả nó bể 2 vậy mọi người. Thế là xong. Như thế mình cứ tiếp tục giả đến khi nào mình đủ nấu nồi canh là được rồi ha. Nước cốt dừa nấu ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà tại mình không có mua nước cốt dừa mọi người. Cũng hơi xa chợ á. Nên có đậu phộng sẵn á. Thôi mình làm đậu phộng ha, cho nó tiện. Xong rồi mọi người, rất là nhanh. Mọi người nhìn nè, mình giã cả thố đậu phộng luôn nè. Một lát bỏ vô cho béo ngậy luôn á. Canh nó vừa mái sôi. Mình sẽ bỏ hết đậu phộng lúc nãy mình đâm vào ha. Bỏ hết vào đây và mình trộn lên nha mọi người. Để đây cho nó sôi nó chín ha. Mình sẽ đi lặt rau nêm nha mọi người. Canh này mình sẽ nêm rau ôm, lá quế với lại ngò gai ha. Cái vị ngò gai rất là thơm á mọi người. Cái rau ôm nó cũng thơm nữa. Có một trong những cái này mình nêm cũng được, nhưng mà có cái mình có thì mình nêm hết luôn mọi người. Lá quế để trưa giờ á, trời nắng quá nó héo rồi, mọi người. Mình sẽ xắt rau nêm ra để lát nữa nêm cái nồi canh bí đỏ nha mọi người. Dùng cái dao mình cắt luôn. Cái kéo không biết đứa nào nó rinh đi đâu rồi. Không thấy cái kéo đâu á. Dùng cái dao mình cắt luôn.
Mình dùng đũa mình xăm bí đỏ nó lủng, có nghĩa là nó đã chín rồi mọi người. Mình sẽ bỏ rau nêm vào ha. Nãy mình đã nêm nếm xong á mọi người. Giờ mình thả rau nêm vào. Rau nêm nhiều quá nên mình chừa lại bớt đó mọi người. Rồi xong. Tắt bếp. Mình múc canh ra tô để thưởng thức cùng mọi người nha. Món canh bí đỏ nấu cùng với thịt nạc mình vừa hoàn thành xong. Bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng mình thưởng thức xem món bí này như thế nào nha. Xin mời tất cả mọi người cùng mình thưởng thức miếng thịt nạc này ha. Rất là ngon mọi người. Món thịt này là nó mềm, béo, rất là thơm. Giờ mình ăn thử miếng đậu phộng nha. Mình thích đậu phộng nó còn có độ sực sực đó mọi người, mới ngon. Mà không thích nó rục lắm đó. Kể cả bí cũng vậy. Mời tất cả mọi người nha. Đậu phộng nó sực sực rất là ngon luôn ha. Giờ mình thưởng thức thử miếng bí á. Bí này có vẻ dẻo nè mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Bí dẻo ngon lắm nha. Nó ngon giống như là củ khoai lang Nhật á mọi người. Ngon như vậy á. Mời tất cả mọi người nha. Ngon quá. Mình mua bí ngoài chợ á, mình nhìn mẫu mã nó rất là đẹp nhưng mà về mình ăn á nó bở lắm mọi người, nó không có dẻo đâu. Còn bí này á, do chú với thím ở bên Củ Chi cho mình, cái mẫu mã nó không đẹp lắm nhưng mà chất lượng nó rất là cao mọi người. Xin mời tất cả mọi người nha. Cái món này mọi người á nấu xuống để nó nguội nguội để ăn, mọi người gấp ăn liền hả? Mọi người cắn vào miếng bí á, có thể sẽ bị rụng răng luôn, nó nóng. Mà tất cả mọi người rất là ngon không? Ngon lắm mọi người. Món bí đỏ nấu cùng với thịt nạc mình vừa hoàn thành xong. Nếu mọi người thấy món bí đỏ của mình ngon có hữu ích thì hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách chia sẻ rộng rãi video cho tất cả mọi người cùng xem. Bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại những video lần sau.